về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Các em học sinh lớp 3 thân mến, đôi lúc giữa chúng ta với bạn bè sẽ có một vài bất hòa, phải không nào? Và bài 8 của sách giáo khoa kết nối tri thức đạo đức lớp 3 với chủ đề xử lý bất hòa với bạn bè đã chỉ ra cho chúng ta thấy một số biểu hiện bất hòa với bạn bè cũng như nhận biết được lợi ích của việc xử lý bất hòa với bạn bè. Giờ đây, cô trò mình cùng luyện tập và củng cố tri thức của bài học nhé. Bài tập 1 yêu cầu các em rằng: em đồng tình với ý kiến nào dưới đây? Đánh dấu tích vào các ô trống ở đáp án em chọn. Việc xử lý tốt bất hòa với bạn bè sẽ giúp chúng ta như thế nào? Thứ nhất là thoải mái tinh thần. Thứ hai là rèn luyện khả năng lắng nghe, hiểu người khác. Được bạn bè yêu quý, tôn trọng. Thân thiện, đoàn kết. Xây dựng được tình bạn đẹp hay là làm cho mâu thuẫn trở nên khó giải quyết. Vậy thì em sẽ phải đồng tình với các ý kiến như sau. Ý kiến thứ nhất đó là thoải mái tinh thần. Ý kiến thứ hai là rèn luyện khả năng lắng nghe, hiểu người khác. Ý kiến nữa đó là được bạn bè yêu quý, tôn trọng, thân thiện, đoàn kết. Và chúng ta sẽ xây dựng được một tình bạn đẹp. Đến với bài tập 2 thì yêu cầu của bài tập như sau. Điều gì sẽ xảy ra nếu các bạn dưới đây không biết cách xử lý bất hòa? Bạn thứ nhất đang xảy ra bất hòa với bạn và gay gắt nói với bạn rằng: tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Các em ạ, ở bức tranh 1, nếu không tự kiềm chế, giữ bình tĩnh để nói chuyện với bạn, em sẽ khiến người đối diện cảm thấy tổn thương và hai chúng ta sẽ không thể nói chuyện và chơi với nhau một cách vui vẻ được. Bức tranh thứ 2, bất hòa xảy ra giữa hai bạn nữ và một bạn nữ nói rằng: bạn đã làm tớ rất buồn. Ở bức tranh này, nếu bạn nữ không bình tĩnh để tìm hiểu nguyên nhân và chủ động giải quyết bất hòa, thì hai bạn nữ có thể sẽ không còn chơi thân với nhau. Bước sang bài tập 3, thì bài tập yêu cầu các em là: hãy sắp xếp các nội dung dưới đây theo thứ tự các bước để xử lý bất hòa với bạn bè. Các nội dung đó là: kiểm soát cảm xúc, hít thở sâu để bình tĩnh, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến bất hòa, nói chuyện với bạn, bình tĩnh lắng nghe, không cắt lời, không chen ngang, bắt tay và vui vẻ làm hòa, chủ động xin lỗi một cách chân thành nếu có lỗi. Và chúng ta sẽ phải sắp xếp các nội dung đó như sau. Thứ nhất là kiểm soát cảm xúc, hít thở sâu để bình tĩnh. Thứ hai là tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến bất hòa. Thứ ba là nói chuyện với bạn bình tĩnh lắng nghe, không cắt lời, không chen ngang. Thứ tư là chủ động xin lỗi một cách chân thành nếu có lỗi. Và cuối cùng là bắt tay và vui vẻ làm hòa. Tương tự với bài tập 3, bước sang bài tập 4 thì bài tập này cũng có yêu cầu là: hãy sắp xếp các nội dung dưới đây theo thứ tự các bước để giúp bạn xử lý bất hòa. Các nội dung đó là: ngồi xuống cùng các bạn, đề nghị từng bạn nói, thừa nhận những điểm đúng, xóa bỏ những hiểu lầm, lắng nghe chân thành, không ngắt lời, đề nghị các bạn bắt tay và vui vẻ làm hòa,
đề xuất một giải pháp mà cả hai đều thấy ổn và nhất trí thực hiện. Và chúng ta sẽ phải sắp xếp các nội dung đó như sau. Thứ nhất là ngồi xuống cùng các bạn. Thứ hai là đề nghị từng bạn nói. Thứ ba là lắng nghe chân thành, không ngắt lời. Thứ tư là thừa nhận những điểm đúng, xóa bỏ những hiểu lầm. Thứ năm là đề xuất giải pháp mà cả hai bạn đều thấy ổn và nhất trí thực hiện. Cuối cùng là đề nghị các bạn bắt tay và vui vẻ làm hòa. Sau đây, cô trò mình cùng làm bài tập 5 với yêu cầu là: em hãy vận dụng quy trình đã học để viết ra cách xử lý các tình huống dưới đây. Tình huống 1. Hải rủ Tuấn đi chơi nhưng Tuấn chưa học xong bài. Hải nói nếu bạn không đi thì tớ sẽ không chơi với bạn nữa. Vậy thì ở tình huống này, cô gợi ý các em xử lý tình huống theo các bước như sau. Bước 1 là kiểm soát cảm xúc, hít thở sâu để bình tĩnh. Bước 2 là lắng nghe ý kiến của bạn Hải. Bước 3 là Tuấn nhẹ nhàng giải thích cho Hải là mình chưa học xong bài, cần phải hoàn thiện xong rồi mới đi chơi. Nếu không, thầy cô và bố mẹ sẽ khiển trách. Bước 4, thừa nhận những điểm đúng và xóa bỏ những hiểu lầm. Bước 5 là đề xuất giải pháp như là đợi Tuấn học xong bài, cả hai sẽ cùng đi chơi. Và bước 6 là bắt tay và vui vẻ làm hòa. Tình huống thứ 2, em chơi thân với Mai và Trang. Trang nói với em rằng Mai là người nói dối và không muốn chơi với Mai nữa. Và ở tình huống này, các em có thể xử lý theo các bước là: bước thứ nhất, ngồi xuống cùng Trang, lắng nghe ý kiến của Trang. Bước thứ hai, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến bất hòa, nói chuyện với Trang, bình tĩnh lắng nghe, không cắt lời, không chen ngang. Bước ba, thừa nhận những điểm đúng, xóa bỏ những hiểu lầm, kể cho Trang biết tính cách của Mai. Bước 4, tạo cơ hội để Trang và Mai gặp gỡ nói chuyện với nhau để hai bạn ấy hiểu hơn về nhau. Bước 5 là bắt tay và vui vẻ làm hòa. Bài tập 6, bài tập cuối cùng của phần luyện tập ngày hôm nay yêu cầu các em là: hãy nêu 3 việc em sẽ làm để giải quyết bất hòa trong mối quan hệ với bạn bè. Cô có gợi ý như sau. Việc làm thứ nhất đó là: khi bị bạn hiểu lầm, em đã tìm cách giải thích cho bạn hiểu. Việc làm thứ hai có thể là: khi tranh luận với bạn, em thường nói rất bình tĩnh, nhỏ nhẹ, lắng nghe ý kiến của bạn. Và việc làm thứ ba là: nếu bị bạn nói xấu, em sẽ gặp trực tiếp để hỏi nguyên nhân, lắng nghe ý kiến của bạn và vui vẻ làm hòa. Như vậy, cô trò mình đã cùng nhau thực hiện hết các bài tập của bài 8 với chủ đề xử lý bất hòa với bạn bè. Qua đây, các em hãy thực hiện một số cách đơn giản, phù hợp để xử lý bất hòa với bạn bè, cũng như sẵn sàng giúp bạn bè xử lý bất hòa với nhau. Và chúng ta hãy lắng nghe, tôn trọng, nhường nhau, bạn bè hòa thuận, nhịp cầu yêu thương. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.